Chào mừng các bạn đã đến với Thế giới Bí ẩn. Chúng tôi chuyên tổng hợp những clip độc đáo về những điều bí ẩn trên thế giới muôn màu. Hãy cùng chúng mình khám phá những điều thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Các bạn nhớ nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nhé. Xin chào. Thể thao giờ đây ngày càng trở nên quan trọng với cuộc sống và con người tìm thấy ở những môn thể thao yêu thích cảm giác khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Thế nhưng ý nghĩa giải trí của lĩnh vực này chưa bao giờ lép vế bất chấp sự lên ngôi của nhiều loại cảm xúc khác. Ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi theo dõi một số tình huống hài hước ở rất nhiều môn thể thao được ưa thích. Chắc chắn sẽ khiến một ngày của các bạn dễ thở hơn rất nhiều đấy. Hãy thử tưởng tượng bạn là một chú mascot và đang tung tăng trên sân bóng rổ. Và thật bất ngờ, mẹ rồng Emilia Clarke đang ngồi ở hàng ghế khán giả cách bạn chỉ có vài bước chân. Đây có thể là một cú sốc, bạn sẽ ách cun, đứng hình mất hàng giờ và không làm được gì đâu. Thế mà chú mascot này thậm chí đã quỳ xuống và được hôn vào đôi tay của nữ minh tinh thế giới cơ đấy. Đúng là may mắn, nếu đã dành cho người này thì người khác chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt đầy ao ước mà thôi. Trong một trận đấu bóng chày, việc được giao trọng trách thực hiện nghi thức trao bóng đầu trận chắc chắn là niềm mơ ước của mọi đứa trẻ, giống như niềm hạnh phúc được nắm tay cầu thủ nổi tiếng ra sân trong mỗi trận bóng đá vậy. Nhưng việc được biến thành một trái bóng khổng lồ để thực hiện nghi thức như thế này chắc chắn sẽ chỉ xuất hiện trong mùa Covid, khi mà môn thể thao được ưa chuộng cũng không thể thoát khỏi những nguyên tắc cách ly. Có vẻ hơi cồng kềnh nhỉ, nhưng ấn tượng đấy chứ. Khi bạn có chiều cao khiêm tốn mà camera thì lại được set up vừa vặn với ngoại hình của anh đồng nghiệp cao to, thì khi đến lượt bạn sẽ rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế này đây. Thật may là cameraman đã nhanh chóng biết ý để điều chỉnh lại cho phù hợp, nếu không thì chắc có lẽ anh chàng này sẽ không nhận thêm bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nữa mất. Với việc sở hữu những chú mascot đa di năng như thế này, khán giả không chỉ được theo dõi một trận đấu bầu dục hấp dẫn mà còn có cả màn combat của hai nhân vật tài năng đầy mình này. Khi bạn có đam mê làm vũ công nhưng số phận lại đưa đẩy bạn trong hình hài mascot thì màn trình diễn này cũng ấn tượng đấy. Và có vẻ như các khán giả cũng vô cùng thích thú khi được xem màn nhảy hip hop đầy thú vị của hai chú mascot này. Khi bạn muốn tặng thần tượng một món quà nhưng lại bị ngăn cản bởi một tấm kính, đừng lo, chỉ cần idol của bạn muốn thì nhất định sẽ có cách. Làm gì có ai không tan chảy khi nhận được một món quà dễ thương như thế này từ một thiên thần nhỉ chứ, đúng không nào? Những anh chàng này không chỉ biết chơi bóng bầu dục mà còn biết pha trò để giải tỏa căng thẳng cho chính mình nữa đấy. Cụ thể tại giải NFL, giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ, trong tình huống tấn công của đội nhà, anh chàng áo cam bị truy cản đến ngã xuống sân vẫn ghi được điểm cho đội bóng của mình. Nhưng việc đầu tiên anh ta làm trước khi đứng dậy không phải là ăn mừng, mà cùng một người đồng đội khác triển khai một màn rửa tay trong trí tưởng tượng bá đạo như thế này. Có thể đây là cách ăn mừng sạch nhất trong lịch sử giải NFL. We'll be right back.
Trên đời này luôn có những người có thể làm những điều mà chúng ta không thể ngờ đến. Ví dụ như anh chàng này, chiếc mũ lưỡi trai thực sự là một người bạn diễn tốt đấy. Và đây chắc chắn là một màn trình diễn để trổ tài, chứ không phải để mua vui đâu. Bạn hãy thử xem, biết đâu cũng có thể tìm được những khả năng tiềm ẩn của mình thì sao? Neymar ngoài nổi tiếng là một cầu thủ đầy tài năng, còn được biết đến là một người thích chơi ngông và không được lòng kha khá đồng đội chơi bóng cùng anh. Thế nhưng cũng có những khoảnh khắc cầu thủ người Brazil đáng yêu như thế này đây. Xem nào, chỉ là đuổi một côn trùng lỡ đầu trên tóc của người đồng đội Dani Alves thôi mà. Khuôn mặt hai người có cần lộ vẻ nghiêm trọng như vậy không? Neymar cứ mà thế này thì chắc chắn sẽ có nhiều người nguyện được chết trong cái sự đáng yêu đó lắm đây. Này cô gái, nếu một ngày bạn nhận được một lời tỏ tình siêu cấp đáng yêu như thế này, còn chần chừ gì mà không say yes? À còn nếu bạn là con trai, chúng tôi chắc chắn rằng cô gái của bạn cũng sẽ nói I do nếu như bạn đưa cô ấy đến sân và cầu hôn một cách lãng mạn đến mức không thể từ chối như thế này đấy. Này các anh, hãy thành thật với chúng tôi rằng các bạn có muốn theo dõi một trận boxing mà trên sàn đấu toàn là những bóng hồng thừa xinh đẹp và quyến rũ như thế này không? Tin tôi đi, mỗi khi có một người bị quật ngã xuống sàn, bạn sẽ cảm giác trái tim vỡ ra hàng trăm mảnh đấy. À thế nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó, và trọng tài cũng không muốn đóng vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời hai cô gái. Và anh ấy đã trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ trong một câu chuyện khác như thế này đây. Có lẽ trọng tài cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nên thôi thì tất cả cùng là người chiến thắng vậy. Nó ở cái tầm chất. Thể thao và cuộc sống đều thật muôn màu, muôn vẻ. Và một phần trong vô vàn màu sắc ấy là sự hài hước, khó đỡ như những tình huống mà chúng tôi tổng hợp và gửi đến các bạn vừa rồi. Hy vọng các bạn sẽ thật thoải mái và sảng khoái sau khi xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.